biết bao nhiêu người họ về trong cái tâm họ hân hoan. Những người xem trực tiếp sáng nay vẫn còn nhắn là con lạy hết 500 lạy tại nhà. Thì cái phước của quý thầy lo ăn, lo uống, lo xếp ghế vân vân, không phải mình chúng ta hưởng đâu, toàn bộ đại chúng mình hưởng chung cái phước báu, cái công đức đó hết. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi, mình có một cái niềm vui. Mà chính cái tâm địa này nó nghĩ đến cái thiện pháp đó, rồi nó sẽ thích thú nó làm. Và trong tâm của mình nó có cái an vui khi nghĩ đến thiện pháp. Cái chỗ này rất là quan trọng. Nếu mà phàm phu chúng ta mà đi thẳng vào công phu, không làm gì hết, không phải làm một chuyện gì hết để mà đạt đến một cái pháp hỷ, thì thực sự người này phải công phu cừ khôi, công phu rất đắc lực. Tuy nhiên phước của họ đã nhiều đời có rồi, cho nên thành ra họ đã làm rồi, cho nên đời này cái việc mà nhà cửa ăn uống người ta lo cho họ thì đầy đủ, họ không phải suy nghĩ mà vẫn tới. Họ muốn ở thất, họ muốn làm chùa, muốn cái gì là phước báu họ đầy đủ rồi, họ chỉ đi vào công phu thôi để họ đạt được cái pháp hỷ, niềm an vui suốt cả một cái lộ trình cuộc đời của họ. Thì người này phải là một vị có phước báu Bồ Tát tái lai, chứ còn phàm phu chúng ta mà tu mà không có phước thì cả trầy cả trật. Phật mà cũng phải là lưỡng túc, là hai đầy đủ hai điều kiện, và phước đức là trí tuệ mà. Cho nên thành ra cái việc mà chúng tôi, cuộc đời chúng tôi tu hôm nay, kinh nghiệm nói với mấy anh em huynh đệ, thấy một việc phước nhỏ không bỏ làm. Bên đó có mấy cụ, nhiều cụ ngồi may cái áo rách đó, nhíp may lại giá tay á. Chúng tôi nói mua cho cụ một cái bộ đồ lành lặn, kêu thôi bận như vậy để tích phước, để chừng về Tây Phương Cực Lạc nó đầy đủ hơn, thôi khỏi mua đi. Họ biết bắt đầu tích phước. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến tám cái điều mà Bồ Tát thường suy nghĩ. Và nói cái điều cuối cùng trước, đó là nói đến cái chữ chết mà Bồ Tát thường nghĩ nhớ. Không chuẩn bị tiền làm nó có thành công không? Cái nhà thôi nha, nó cũng không thành công rồi, chứ đừng có nói chuẩn bị một sự nghiệp là công đức, là phước báu để mình đi thế giới bên kia. Nó khó hơn làm nhà đó, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái đường tâm linh, cái phước báu nó là siêu hình, không phải dễ gì mà mình suy nghĩ là mình làm nó được đâu. Khó lắm chứ không phải dễ. Vì vậy cho nên thành ra Bồ Tát thường nghĩ đến cái chết để chuẩn bị cho cái chết và chuẩn bị cho cái sự ra đi. Cho nên thành ra khi đến, các vị đi rất là an nhiên tự tại. Trong này có một cái câu chuyện. Câu chuyện này không dài lắm mà chúng tôi nói đại ý để quý vị nghe. Toản Quan có nói ông đến ông Viên Trạch ở trong Văn Sao. Vị này tu thiền chứng đắc, tự tại thâu thần tịch diệt, muốn đi lúc nào đi. Bữa đó cùng với một người bạn lên triều bái Ngũ Đài Sơn. Ngài Viên Trạch thì muốn đi đường này, tức là đi một cái ngõ khác. Còn bạn của Ngài Viên Trạch muốn đi đường này. Ngài Viên Trạch không chịu đi đường này, bạn thì cứ muốn đi đường này. Cuối cùng Ngài Viên Trạch phải thuận theo. Thì thuận theo đi trên đường, đi qua tới con sông, gặp một cái cô đó mang một cái thai 3 năm chưa sanh. Có nghe ai mang thai 3 năm chưa? Trong này có câu chuyện này. Thì khi gặp cái là Ngài Viên Trạch ứa nước mắt liền. Bạn Ngài Viên Trạch hỏi vì sao ông lại ứa nước mắt như vậy. Kêu tôi đã tránh con đường này rồi, nhưng mà nghiệp lực lôi cuốn tôi không thể tránh được. Là bạn dắt tôi đi đường này, tôi phải vào cái thai này thôi. Và Tổ sư Ấn Quang nói cái người mang thai 3 năm này có cái linh thức ở trong đó mà chưa đủ duyên sanh ra làm người, nằm trong đó giữ. Đợi Ngài Viên Trạch đến thì cái linh thức đó nó ra khỏi Ngài Viên Trạch, nhập vô, chạy vô đó liền, không đường nào thoát. Nhân duyên nhiều đời với bà này. Luân hồi có phải không? Có luân hồi. Thì lúc đó rồi, trước khi mà bỏ báo thân á, thì mới nói ông này tôi sanh ra chỗ đó rồi vân vân mọi thứ. Mà trong này có hai cái bài thơ của Ngài Viên Trạch cực hay. Quý vị biết khi mà mình
có cái niềm vui đọc sách rồi mình gặp những câu chuyện này, cái niềm vui nó cực điểm. Không có cái gì thế gian mà có thể sánh ví được, bởi vì cái tâm lực mình để vào trong đó và mình thấy được con người khi tu thiền có sự chứng đắc triệt ngộ rồi, nhưng nghiệp báo vẫn lôi cuốn. Tổ quan nói nghiệp báo vẫn lôi cuốn vào bụng mẹ. Nếu mà thực sự mình là người không phải là triệt ngộ, mà mình chỉ là người phàm phu phục được cái nghiệp tham sân si, đủ tính nguyện hạnh vào liên thai về cực lạc, thì Tổ quan nói vẫn là con đường dễ đi hơn là triệt ngộ. Nhưng chưa triệt chứng, chưa triệt chứng cho nên chưa đoạn được kiến hoặc tham sân si mạn nghi, hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Vì chưa chứng được triệt chứng cho nên thành ra chưa đoạn được nó, cho nên nó vẫn dắt đi như ngài Viên Trạch, vẫn chui vô bụng cái bà mang thai 3 năm. Ghê. Vẫn vào trong đó. Cho nên cái chuyện chết thì nó đâu phải là thực sự là một danh từ chân thật đâu. Nó là một giả danh thôi, cho nên chui vào trong đó liền. Người bạn đi chôn cất ngay. Thời gian sau ông sanh ra, hẹn gặp nhau một chỗ đó, ông dắt con trâu đi. Ngài Viên Trạch dắt con trâu đi chăn trâu. Ông đọc 3 cái bài thơ. Trời ơi, ông nói 3 cái bài thơ thiệt là hay luôn. Chờ đợi nghe nghe. Giờ thầy Tánh lên đọc quý vị nghe nghe. Trời, cái chỗ này là cái chỗ mà coi như là cực kỳ hấp dẫn mà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Chích Trong Văn Sao. Thành tâm cung kính lên cúng dường chư tôn thượng tọa Đại Thân Ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về chữ chích chích trong sách Văn Sao Tinh Hoa Lục của Tổ sư Ấn Quang. Này may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để quan âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch nơi thân sắc vật chất lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chích uổng ý như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết dán cho rụ xuống trán, chữ chết này hay lắm. Phạm những khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc soi lò than của chính mình. Sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phạm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thất khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần gì phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Con người trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, điều là do vọng niệm gây lên. Để trong lúc niệm Phật liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được vãng sanh. Trong mỗi một niệm đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế, ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Điều bi thảm nhất trong thế gian không chi bằng cái chết, nhưng người trong khắp cả cõi đời không một ai may mắn thoát khỏi. Vì vậy người có tâm muốn lợi mình lợi người chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chiêu cảm từ các nhân đời trước đã hết, nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ cái thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Nay đã được nghe pháp môn tịnh độ phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai, thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp đặt sẵn tự lương vạn sanh
hầu mong thoát được nỗi khổ, luân hồi sanh tử giả nguyện, chứng sự vui đức bằng thường trụ chân thật. Nếu ai có cha mẹ, anh em và cả quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì hãy nên phát tâm hiếu thuận, từ bi, khuyên họ niệm Phật, cầu sanh Tây Phương và trợ niệm cho họ, để mong người bệnh nhờ vào đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế làm sao diễn tả được. Này tôi nêu lên ba điều trọng yếu để làm căn cứ hồng thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô vụng quê kịch, nhưng ý vốn lấy từ kinh Phật. Gặp được nhân duyên này hãy nên làm theo. Ba điều trọng yếu vừa nói đó chính là: một là khéo chí dạy an ủi khiến cho người sắp mất sanh chánh tính; hai là mọi người thấy phiên niệm Phật để giúp cho người sắp mất giữ được tịnh niệm; ba là hết sức tránh giờ đồng khóc lóc kẻo làm hỏng việc. Nếu có thể tuân theo ba pháp này để hành, thì người sắp mất chắc chắn sẽ tiêu trừ được tốt nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân, tức cái nhân để vãng sanh tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh thì sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, dần dần tấn tu, ắt sẽ được tới viên thành Phật quả mới thôi. Sự lợi ích như thế hoàn toàn nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc. Có thể làm được như thế mới là chân hiếu đối với cha mẹ, mới thực là chân để đối với anh em trai, chị em gái, mới thực là chân từ đối với con cái, mới thực là chân nghĩa, chân huệ đối với bằng hữu và đối với mọi người. Dùng những điều ấy để vun bồi cá nhân tịnh độ của chính mình, khơi gợi lòng tin tưởng của những đồng nhân, lâu ngày chạy tháng đâu có khó gì mà chẳng tập quen thành lệ thói cho được. Nay tôi sẽ trình bày từng điều một để chẳng đến nỗi có những điều không thích đáng lúc lâm chung vậy. Phải biết nghiệp lực của chúng sanh chẳng thể nghĩ bằng, nhưng người tình nghiệp đã thành, dẫu thân chưa chết nhưng thần thức đã hiện nơi tịnh độ. Kẻ ác nghiệp sâu nặng, thân còn nằm trên giường bệnh nhưng thần thức đã bị xử phạt nơi u minh. Mạng tuy chưa tận, thực đã đầu thai, thức đã đầu thai, đợi đến lúc sắp sanh toàn phần tâm thức mới gieo vào trong thai ấy. Lý này cũng chẳng phải là hoàn toàn không có, nên thông thường đa phần là có thức thay thế để thọ thay vậy. Các pháp trong tâm giới duy tâm sở hiện, chúng sanh tuy mê nhưng nghiệp lực của họ chẳng thể nghĩ bằng, chính là do tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, cũng là do thần thông đạo lực của chư Phật chẳng thể nghĩ bằng. Sau khi chết đi, khi chưa thọ sanh trong sáu đường thì gọi là trung ấm. Nếu đã thọ sanh trong lục đạo thì chẳng gọi là trung ấm. Những hồn dựa vào người khác để nói chuyện khổ, chuyện vui đều là tác dụng của thần thức. Đầu thai ắt phải do thần thức hòa hợp với tinh huyết của cha mẹ. Lúc thọ thai, thần thức đã trụ trong thai. Lúc sinh nở đã từng có trường hợp tận mắt thấy người ấy, tức là người sẽ đầu thai làm con đi vào nhà cha mẹ. Vì lúc cha mẹ giao cấu đã có thức khác thay thế thần thức của người ấy nhập thai. Đến lúc thành thai, bổn thức tức là thức của người thật sự sẽ đầu thai làm con nhà ấy đến. Cái thức thay thế mới ra đi. Bà mẹ của sư Viên Trạch mang thai 3 năm chính là vì lẽ này. Đấy là luận theo lẽ thông thường.
Câu chuyện của Thiền sư Viên Trạch trích trong văn sau. Viên Trạch trong lần khai thị tại Pháp hội Hồ Quốc Tức Tai tại Thượng Hải, Tổ sư Ấn Quang đã kể chuyện Thiền sư Viên Trạch đề đường như thế này. Do cha của Lý Nguyên làm quan trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản rồi giết chết. Lý Nguyên chẳng muốn làm quan, bèn biến căn nhà của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành tại ngay nơi ấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn chiều bái núi Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường thủy đến Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đến kinh đô nên nhất định theo đường thủy Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được nên liền dặn dò hầu sự, rồi cùng với Lý Nguyên ngồi thuyền đi. Thuyền bơi đến thượng du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, thấy nước chạy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợt có một người đàn bà quần gẫm ra kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy, hai mắt liền ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp rằng: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm, chờ ta sinh làm con. Chẳng thấy bà ta còn có thể chung lánh, chứ nay đã thấy không cách nào không làm con của bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng đi làm tin. 12 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ diễn Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hằng Châu gặp lại ta. Nói xong, Viên Trạch tọa thóa, bà nọ liền sinh con. Ngày thứ 3, Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy, Lý Nguyên quay về chùa Huệ Lâm. Thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời giữ ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là thường nhân. 12 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu. Tới đêm rằm tháng 8, ông tới chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt bèn thấy bên sông có đứa bé trai chân châu ngồi vắt vẹo trên lưng châu, dùng roi gõ sừng châu và hát rằng: chính đá ba sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lò phái bằng, thẹn thấy cổ nhân tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi, hàng huyên xong xuôi, bé đứa bé lại đọc bài như sau: thân trước thân sau sự vấn vương, bằng chuyện nhân duyên luống đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, gắt chèo mây khói ẩn ao nhôm, rồi đuổi châu đi mất. Con người chết sớm là do không biết bảo tồn tinh lực, phung phí hoang dâm chuyện vô chồng, ăn nằm bó độ nên tinh tủy khô cằn, sống không hưởng hết tuổi thọ, làm kẻ thay đi thịt chạy, chết đỏ ác đạo. Câu chuyện người họ Vương. Ở Cung Sương có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cùng tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết, thuốc thang chỉ chữa đủ cách vẫn không có công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết mất. Người vợ buồn thương đậu đấn trong mấy năm rồi cũng chết theo. Lời bằng rằng xưa có nhiều tỳ nữ trong nội cung do ức chế tâm sinh lý nên thường phải mang bệnh.
Gọi thầy thuốc đến, họ nói rằng cần phải dùng khoảng vài chục trái tráng còn ít tuổi để làm thuốc chữa trị. Hoàng đế chuẩn y cho thực hiện. Qua một tháng sau, các tỳ nữ ấy đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, cùng lạy tạ ơn vua. Hoàng đế lại nhìn thấy phía sau họ có nhiều kẻ đang quỳ, dáng vẻ phờ phạc, gầy đét, không ra hình người. Liền hỏi rằng, đó là gì thế? Thầy thuốc thưa rằng, đó đều là những bạ thuốc đã dùng qua. Thằng ơi, họ vương tự mình đã làm bạ thuốc lại uống thuốc vào, thì còn có tác dụng gì nữa? Dạ, lá thư đến đây là kết thúc. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi có soạn hai câu chuyện. Câu chuyện của sư Viên Trạch đoán trước sự việc mình chết. Người này có sự chứng đắc rất thâm sâu, nhưng vẫn không thoát khỏi luân hồi, vẫn vào cái bụng của một cái bà mang thai 3 năm. Con người chết không phải là hết đâu, không phải là nó hết sạch cả tinh thần, cả thể xác. Nghiệp báo cũng không có, không phải, hiểu sai. Cũng không phải do thượng đế đưa mình lên cõi trời là ở hoài trên thiên đàng, hoặc đưa xuống địa ngục là ở hoài, do thượng đế ân bài, không phải. Do nghiệp lực của mình nó chịu cảm. Chính xác vô cùng, nghiệp báo luân hồi của Đức Phật nói. Mà tất cả nghiệp báo luân hồi đó do tâm mình biến hiện ra hết. Có cái ông đó, ông ác đến cái mức độ mà toàn thân ông biến thành con cọp luôn. Đang còn thân người biến thành thân cọp, nhảy vô trong rừng. Người bạn đi đốn củi, thấy con cọp sợ la chạy. Con cọp nó nói tiếng người, nó nói bạn, tôi vì nghiệp báo cho nên tôi biến thành cọp. Nay tôi gặp bạn, tôi nói cho bạn nghe nguyên do gì. Nói là do giết một người vợ của người khác hãm hiếp, rồi giết người chồng người khác hãm hiếp người vợ, rồi giết người vợ làm bao nhiêu xấu ác. Bữa tối vừa nghe cốc 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 cái cửa mở ra, cái là mắt tối sầm, tự nhiên toàn thân biến thành con cọp đi vô rừng. Toán quan nói đang thân là người còn biến cọp, biến rắn, biến heo luôn. Ông đã chết trong cái hòm nghe lọc cọc mở ra thấy heo luôn. Thân người thành heo. Thấy tâm thức nó biến hiện không? May là mình còn nghĩ được điều thiện cho nên thành ra mới chui vô bụng mẹ biến thành con người. Đó là sự may mắn. Đó là sự may mắn. Rồi cũng từ tâm thức này thường nghĩ Phật, niệm Phật, nghĩ đến chánh pháp của Phật để mình truyền bá chánh pháp, nghĩ đến giới luật ha. Rồi nghĩ đến cái việc thiện, nghĩ đến cái việc mà thí xả, rồi nghĩ đến chuyện chết, sắp xếp cho việc chết ha. Nghĩ đến hơi thở nữa, đó 8 điều nè. Để mình gì? Liễu sanh thoát tử. Thì mới thực sự xứng đáng một con người của mình siêu phàm nhập thánh, xứng đáng. Con người mà nghĩ ác mà nó biến thành thân này thành cọp luôn. Đang thân người mà nó biến thành cọp, ra tóc, ra đồ, ra nanh, ra móng, đồ ra ý như con cọp. Ghê thiệt, cái tâm con người nó ghê thiệt. Quý vị thấy không? Chết mà không đọa, không biến thành những loài khác là chuyện lạ. Thưa quý vị, cái việc hôm nay chúng tôi cũng muốn nói nhiều. Tuy nhiên cái thời gian thì cũng không có được nhiều. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.